Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Năm 2023, công ty cổ phần Thuận Đức ước đạt tổng doanh thu gần 3.000 tỷ đồng. Việt Nam sẽ thực hiện áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng dừng cho vay doanh nghiệp sân sau để lành mạnh hóa thị trường. Chuyển đổi số chìa khóa để doanh nghiệp vượt khó và những thách thức đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam. Ngay sau đây mời quý vị đến với các nội dung chi tiết của chuyên mục. Qua gần 12 tháng của năm 2023, công ty cổ phần Thuận Đức trên địa bàn huyện Kim Động đạt tổng doanh thu gần 3.000 tỷ đồng. Hiện công ty đang tạo việc làm cho 1.800 lao động với thu nhập bình quân từ 9 đến 12 triệu đồng một người trên tháng. Thuận Đức hiện là doanh nghiệp sản xuất bao bì dùng cho thức ăn chăn nuôi, nông sản phân bón và túi siêu thị PP dệt, PP không dệt có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các sản phẩm sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng và tự phân hủy. Tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Ả Rập EU. Tín hiệu từ thị trường cho thấy, từ quý 3 và những tháng đầu năm 2024 có nhiều khởi sắc hơn, số đơn hàng doanh nghiệp ký cũng tăng hơn so với quãng thời gian trước đó. Trước khó khăn kéo dài của thị trường toàn cầu, đến thời điểm này của năm 2023, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng lớn của các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Hưng Yên là tỉnh có quy mô lao động làm việc trong các doanh nghiệp dệt may thuộc top 10 tỉnh thành phố lớn nhất cả nước. Hiện toàn tỉnh có gần 100 doanh nghiệp có quy mô từ 100 lao động trở lên. Lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực này tại tỉnh Hưng Yên là trên 60.000 lao động trong tổng số 2,5 triệu lao động làm việc trong ngành dệt may cả nước. Năm 2023, do thị trường tiêu thụ giảm, đơn giá giảm, hầu hết doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn. Vì vậy, mục tiêu các doanh nghiệp đặt ra trong năm là cố gắng đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Tổng thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2023 ước đạt từ 8 đến 11 triệu đồng trên tháng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết liên quan việc sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, thuế suất sẽ áp dụng là 15% với các doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro, tương đương khoảng 800 triệu đô la Mỹ trở lên trong 2 năm của 4 năm liền kề nhất. Mức thuế này sẽ không áp dụng với các tổ chức của chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao, tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao. Tại Việt Nam, qua giả soát của Tổng cục Thuế, có trên 120 tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam chịu ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu. Nếu các nước có công ty mẹ đều áp thuế từ năm 2024, các nước này sẽ thu thêm phần thuế chênh lệch theo thuế tối thiểu toàn cầu trên 14.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc áp thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đang trong thời gian hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, có thuế suất thực tế thấp hơn 15%. Thủ tướng Chính phủ mới đây có yêu cầu các ngân hàng chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số dự án thuộc hệ sinh thái của các tập đoàn sân sau. Việc làm này nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Do trong thời gian qua, vốn trong các ngân hàng dư thừa nhưng doanh nghiệp khó tiếp cận, khó vay, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi hệ thống ngân hàng vẫn tồn tại tình trạng sở hữu chéo, do đó bất cập trong phát hành trái phiếu đơn lẻ. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vi phạm về tình trạng người dân đến gửi tiền tại ngân hàng nhưng được môi giới mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với lãi suất cao. Bộ Công an không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và có giải pháp xử lý vi phạm của các tổ chức cá nhân trá hình kinh doanh tiền tệ, ngăn chặn tín dụng đen. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các công điện chỉ đạo tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và triển khai thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Quy định nhằm chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước. Nội dung này đang được Cục Thuế tỉnh Hưng Yên triển khai như thế nào? Và để giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh xăng dầu hiểu rõ và thực hiện tốt quy định mới này, mời quý vị cùng đến với chia sẻ sau của bà Nguyễn Thị Loan đến từ phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Hưng Yên. Ngày
21 tháng 11 năm 2023, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn số 5507 về việc tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123 đối với những cái đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đề nghị các phòng, các chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế phối hợp để thực hiện một số nội dung. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tới người tiêu dùng cũng như các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu để người nộp thuế có thể hiểu rõ về lợi ích, trách nhiệm cũng như hiệu quả của việc phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng đối với những đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Và đặc biệt nhấn mạnh cái việc lập hóa đơn theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu như cây xăng là quy định bắt buộc. Thứ hai nữa là tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc nắm bắt cái thực trạng, nắm bắt cái tình hình về việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng đối với những cái đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu và phát hiện và xử lý nghiêm minh những cái trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện theo quy định về hóa đơn. Thứ ba đó là rà soát và lập danh sách người nộp thuế có hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và sử dụng các biện pháp để thúc đẩy đôn đốc người nộp thuế thực hiện các giải pháp ngay lập tức để phát hành hóa đơn điện tử. Quý doanh nghiệp cá nhân có những câu hỏi xin liên hệ hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại 0363 089 089, hòm thư điện tử đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Nội dung câu hỏi của quý vị sẽ được chương trình chuyển đến ngành chức năng liên quan trả lời giải đáp. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng thành quả của khoa học công nghệ, các doanh nghiệp đang bước vào cuộc chạy đua về chuyển đổi số và số hóa trong điều hành quản lý sản xuất. Thực tế sản xuất tại một số doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn vừa qua cho thấy chuyển đổi số là chìa khóa giúp doanh nghiệp vượt khó. Sau hơn 5 tháng, nhờ sự tư vấn hỗ trợ của chuyên gia đến từ tập đoàn Samsung, nhiều công đoạn sản xuất của doanh nghiệp này đã được số hóa. Cùng với số lao động như cũ so với trước, năng suất tăng gần 10%. Và điều quan trọng hơn cả, giúp chủ doanh nghiệp dù không ở nhà máy cũng có thể cập nhật đồng thời hoạt động của từng bộ phận trong dây chuyền sản xuất để có định hướng chỉ đạo kịp thời. Bởi từ nguyên liệu đầu vào cho đến từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất và cả kho thành phẩm đều được quản lý bằng số hóa kết nối với máy tính, điện thoại thông minh. Tôi nghĩ hiệu quả của chuyển đổi số đến từ việc số hóa các sự kiện analog thành dữ liệu số. Do đó, để thành công, trước tiên doanh nghiệp cần tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất từ công đoạn đầu tiên đến công đoạn cuối cùng. Có như vậy, phần mềm được xây dựng mới đáp ứng phù hợp nhất, hiệu quả nhất. Chuyển đổi số hiện nay không chỉ diễn ra ở những doanh nghiệp có công nghệ máy móc được đầu tư hiện đại, sử dụng ít lao động, mà đã lan sang cả những doanh nghiệp sản xuất thuộc lĩnh vực sử dụng nhiều lao động, như các doanh nghiệp may mặc, trở thành xu thế tất yếu các doanh nghiệp đang hướng tới, thông qua đó mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm tăng hiệu quả sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, vì thông qua chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tối ưu hóa trong vận hành sản xuất. Chúng tôi áp dụng truyền tự động hóa. Với mô hình truyền tự động hóa, chúng tôi có thể tăng được hiệu quả sản xuất từ 20 đến 25% và chúng tôi giảm nhân công được 2 nhân công trên một chuyển. Trong bạn hàng của chúng tôi thì có những doanh nghiệp mà tại Mỹ sản xuất cái hàng Việt Kim. Lúc đầu họ nói họ đưa ra cái số liệu thì doanh nghiệp của họ tầm khoảng 2.000 người. Nhưng sau 1.5 năm họ đưa cái chuyển đổi số cũng như là đưa công nghệ thiết bị hiện đại vào thì cái công suất của nhà máy của họ không suy giảm và về lực lượng lao động họ đã giảm xuống từ 2.000 người xuống còn có 300 người thôi. Công nghệ đang thúc đẩy sự thay đổi trong mọi ngành, mọi lĩnh vực sản xuất, trong khi doanh nghiệp phải luôn duy trì hiệu quả ở mức tốt nhất để tăng sức cạnh tranh. Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ, cách thức chuyển đổi cho phù hợp với quy mô tiềm lực tài chính cũng như lĩnh vực sản xuất để đạt hiệu quả tối ưu nhất cũng đang là thách thức cho không ít doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu bứt phá và phát triển. Thời lượng của chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này đến đây là hết. Quý doanh nghiệp và cá nhân có những thông tin cần quảng bá, chia sẻ trong các chương trình truyền hình và trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin đến số điện thoại 0363 089 089.
email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.